Thưa quý vị, Nghị quyết số 45 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ được Quốc hội thông qua ngày 11 tháng 1 năm 2022 là một trong những nội dung có ý nghĩa rất lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội của thành phố, theo tinh thần Nghị quyết số 59 ngày 5 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị. Như chúng tôi đã thông tin vào chiều ngày 9 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết này theo hướng cụ thể hóa từng nội dung lĩnh vực thuộc một số cơ chế chính sách đặc thù được nêu. Theo dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ đưa ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thông qua việc xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện cơ chế, chính sách, căn cứ theo từng vấn đề, lĩnh vực cụ thể, ứng với nhiệm vụ của từng sở ngành, đơn vị. Trong thời điểm hiện tại, công tác tuyên truyền được xem là yếu tố hàng đầu nhằm giúp toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân nắm đầy đủ, hiểu đúng về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của nghị quyết. Về cái hình thức đó thì chúng ta sẽ thông tin tuyên truyền qua báo chí, phát thanh truyền hình, cổng thông tin điện tử của thành phố, của các sở ngành, mạng xã hội Zalo, Facebook, rồi qua các cuộc hội nghị, họp tổ, nhóm, qua hệ thống truyền thanh cơ sở, rồi băng gôn, pano, áp phích, rồi phát thanh lưu động. Đối với 6 vấn đề lĩnh vực thí điểm thực hiện cơ chế chính sách đặc thù gồm tài chính, ngân sách nhà nước, đất đai, quy hoạch, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý, nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An, Cần Thơ và trung tâm liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ, các sở ngành đơn vị liên quan cũng đã bắt tay thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Sở Nội vụ cũng đã chủ động là trình là cho ủy ban là ký ban hành là cái quyết định để thành lập cái tổ là tham mưu thực hiện cái cơ chế chính sách về tăng thu nhập cho cán bộ công chức viên chức rồi. Còn lại là 5 cái tổ là để mà tham mưu thực hiện cơ chế chính sách các cái sở ngành thì cũng đang là thực hiện. Bên cạnh đồng tình với nhiều vấn đề được nêu, nhiều đại biểu cho rằng năm 2022 là năm đầu tiên triển khai thực hiện, cũng là năm khó khăn. Vì vậy, trước mắt, công tác tuyên truyền là quan trọng. Tôi cũng đề nghị là chúng ta cũng tuyên truyền theo cái hướng, tức là cơ hội nhiều nhưng thách thức không nhỏ. Chứ để không khéo chúng ta chỉ cứ nói màu hồng, sắp tới thành phố chúng ta sẽ bay cao, bay xa như rồng, như hổ, thì đến 5 năm sau nó không có được nhiều là lúc đó là rất là ngại. Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Diệt Trường, khi tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách phải đồng bộ cùng các giải pháp điều hành phù hợp với đặc điểm tình hình của thành phố trong từng thời điểm cụ thể và phát huy hiệu quả trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tôi đề nghị là Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu cho Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét ban hành cái chương trình hoặc là cái chỉ thị để triển khai thực hiện nghị quyết số 45 của Quốc hội, tham mưu chỉ đạo xây dựng nội dung để trình Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành nghị quyết về triển khai thực hiện cái nghị quyết của Quốc hội, báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố đó, và tham mưu cái kế hoạch đây là kế hoạch tổ chức thực hiện đó. Và trong cái kế hoạch này nêu rõ là cái khung thời gian theo cái quy định, theo luật định là quy định cái mốc thời gian nào để hoàn thành nhiệm vụ gì, nội dung gì và giao cho cơ quan đơn vị nào để làm. Và cái kế hoạch này là các đồng chí trình là trước ngày 15 tháng 2 và giao cho các sở ngành có liên quan chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội đến các cơ quan đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện, đồng thời khẩn trương hoàn thành các đề án, các chương trình, kế hoạch thực hiện các cơ chế chính sách theo nghị quyết của Quốc hội đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phân công thực hiện để đảm bảo yêu cầu nội dung và tiến độ thực hiện của các cái chương trình, các đề án, và giao cho các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố chủ động và tranh thủ sự hỗ trợ của các bộ ban ngành trung ương liên quan tới là việc thực hiện nghị quyết 45 của Quốc hội. Các đồng chí phải chủ động phối hợp trong cái việc mà xây dựng các cái văn bản để triển khai thực hiện nghị quyết. Nghị quyết 45 của Quốc hội ra đời là thời cơ vận hội mới đối với thủ phủ miền Tây sông nước.
việc sớm triển khai thực hiện ngay từ đầu năm không chỉ có ý nghĩa tạo đà tăng trưởng cho năm 2022 mà còn là tiền đề để định hình thành phố Cần Thơ trở thành một cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, đóng vai trò kết nối nước ta với các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong mở rộng trong tương lai.